hàng lóng đã về rồi các bạn ơi. Kiếm phát sáng ngày hôm nay mình sẽ tận cả 4 màu luôn này các bạn ơi. Đấy. Trước tiên phải tháo kiếm ra. Kiếm này về lâu quá các bạn ạ, mình đặt lâu lắm rồi đấy. Các bạn đã thấy chui kiếm nó sắc lét chưa? Giờ mình sẽ tháo kiếm ra nhé. Mỗi một cái kiếm là phải dùng 3 quả pin nha các bạn nhá. Ok, mình đã lắp pin xong rồi nhá. Cái kiếm trắng này là đẹp nhất à. Kiếm xanh này cũng đẹp này các bạn ạ. Kiếm màu xanh này nữa cũng đẹp mà. Cái kiếm màu đỏ này thì hơi bị tịt một tí, nó mất một đèn. Nói chung là kiếm này đẹp đấy, nhưng các bạn không được nghịch quá là nhá.